Ok đó, chào mọi người quay trở lại channel của mình là Ngọc Phu Ramen đây. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mở cái phiếu này nha. Thì điều đầu tiên mà mình muốn nói đó chính là nếu mà mình mở ra những mấy con mà mình cho là ngon ấy, thì mình sẽ có thêm một cái chương một bonus là dùng 50 Dragonstone để quay cái bóc B. Còn nếu như mở mấy con mà không ngon ấy, thì mình sẽ dùng 50 Dragonstone để mở bóc A. Ok, và bây giờ mình sẽ mở Gohan nha. Go. Gohan. Blis. Ồ, có Vegeta. Được bạn. Có Vegeta. Go. Go. Ôi, được nha. Ổn phát. Con này được đấy. Đây, nó đây nè em ạ. Cái banner Goku LR nó là dạng Super Saiyan. Thế cho nên là con này là dạng thường nên chúng ta có thể đem vô dùng được. Được phết nha. Tính tiền. Ok. Farm được không nhỉ? Farm cũng dễ mà đúng không? Yes, dễ. Ok, go. Onegashima. Gohan. Hiếu là Gohan rất là đẹp. À, sao có món ta răng thế này? Món ta răng thì hơi căng nha. Ây da. À, nhỏ. Phát nữa nào. Go. Lên. Android 18 không bay chung với ai nhỉ? Thôi nào, đừng như thế chứ. Ây da, phải friend summon đấy hơn á. Friend summon đấy hơn cái. Tích đức. Ok, tích đức. Go. Có thêm hàng Gohan nữa là tôi không thấy nuối tiếc gì nữa mấy ông. Ok, tại sao tan có vẻ ổn ấy. Ổn luôn. Go. À dạ, nó lại mát đấy. Mát thì chắc thì nâng cấp vài con. Ví dụ như là cái con dây của liền này. Ở đâu? Sao lại hờ được nhờ? What? À, cái đéo nào lại hờ con đấy? Kỳ hả? Đây này. Ok, nâng cấp mấy con tàu lao lên đó. Cái con này tới giờ còn chưa có. Ok, nâng đi. Cả 10 slot, cho nó chấm cả 10 slot. Đây, ok, cho nó chấm cả 10 slot. May mắn đó mình farm sao rồi, sau đó mình sẽ làm video và Eja nó luôn. Gohan, go. À, hai hàng à, tôi răng không có ôm mai à, cắt nhờ. Có lên. Cái đằng xung viết định này à, do là đằng xung viết định nên chúng ta sẽ ở đâu còn nữa. Ok, bấm vô đây lấy hàng cái đấy. Rít cái kiểu vào. Hàng Yamcha bay theo đồng cái đéo gì. Ây da, kiếm nốt thằng Vegeta nữa không có.
có lót chít không? Làm ơn hãy cho tôi lót chít. Ây da, năng lên nha, năng đi. Ok, 243 còn 242 này, năng nốt nữa. Rồi, ơ áo hoặc đấy. Rồi ok, được rồi, cảm ơn. Oh nè guys, hãy cho tôi. Ok, à được mối thành Goku rồi. Bây giờ chắc xung Dragon Stone 50 quá. Xung kiểu này nó hơi bị hẹo nè. Xung kiểu này nó không có chắc chắn ra. Đấy, nó không có để là chắc chắn ra. Xung đây chúng ta có được xu đỏ này. Xu đỏ đem đi đổi mấy con rất là, khá là ngon. Ờ, event hiện tại chưa ra. Ok, Gohan nha. Gohan rồi là Cooler, vừa là Bardock. Chưa, từ từ đem đi bán mấy ông Satan đã chấm chỗ. Ok, Gohan, Gohan. Ok, tắt bọn này. À, kiếm thằng nào mình cấp hấp hấp nhỉ? Ở đây rồi. Ô, bỏ hết đi, bỏ hết đi. Cho ăn, chỗ này ăn người thôi, ăn nhân vật thôi. Đấy, ngon bỏ ghẻ luôn. Ok, bây giờ nôm thằng Gohan ra cho tao. Nôm ra. Ông bà đà, cà na xí mùi. Go. Để làm ơn. Được nha. Hoài. Ok. Ơi, có lót chít, có lót chít. Có lót chít. Ô. Ô. Cái điệt. Cay thế nhờ. Thằng này thậm chí nó còn free. Ok, ok. Chị ơi, cố gắng tích để cho cái banner tiếp theo ra quay. Và video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu anh em thích video này, vui lòng like, đăng ký kênh, như chia sẻ video này để không bỏ lỡ tiếp theo nha. Chào lại các bạn trong những video clip các lần sau. Bye bye.